thản nhiên đột nhập khu trọ lấy cắp xe máy như chốn không người. Lợi dụng thời điểm người ở trọ đi làm, khu trọ vắng người, không người trông coi quản lý để cậy cửa phòng trọ vào lấy trộm tài sản. Lợi dụng đêm khuya người ở trọ sau một ngày làm việc, học tập mệt và ngủ say thì đột nhập phòng trọ trộm hoặc đột nhập khu vực để xe máy không người trông coi để trộm cắp. Đây đều là những thủ đoạn thường thấy ở tội phạm trộm cắp xe máy hoạt động gần đây. Ban ngày hai đối tượng ngang nhiên vào khu trọ lấy cắp xe. Đây là thực trạng báo động hiện nay mà mọi người cần lưu ý. Vụ việc xảy ra ở ấp 5, An Viễn, Trảng Bom, Đồng Nai. Theo camera an ninh ghi lại, lúc này hai đối tượng chạy xe thẳng vào thấy người dân lơ là nên một tên cảnh giới, tên còn lại tiến tới chiếc Winner biển số 69N1-58555 rồi cả hai tẩu thoát. Luôn cảnh giác đề phòng mất trộm tài sản, khi đi ngủ phải khóa cửa cẩn thận, khi đi vắng nhiều ngày thì không để tài sản có giá trị trong phòng trọ, nếu có phải nhờ người trông giữ giúp. Các bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhớ vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.